khi 22 tuổi, Adam bị các bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư ruột già. Sau những ngày tháng kiên cường chiến đấu, cuối cùng anh cũng chiến thắng căn bệnh chết người. Thế nhưng, những phương pháp điều trị khắc nghiệt đã gây nên rất nhiều tổn hại trên cơ thể của Adam. Qua nhiều tháng hóa trị, xạ trị và dùng liệu pháp tế bào và một số phương pháp điều trị kết hợp khác, thì da của Adam đã bị mất đi một phần sắc tố. Điều này làm anh trông trắng như một người bị bạch tạng. Rất nhiều người không còn nhận ra Adam, chính anh cũng không tìm ra cách để chấp nhận bản thân của mình, dẫn đến việc anh bị rối loạn về tâm lý. Cuối cùng, anh bị trầm cảm, rối loạn ăn uống và thậm chí là muốn tự tử. Lúc này đây, chính các hình xăm đã cứu rỗi cuộc đời của Adam. Kể từ năm 2017, anh bắt đầu xăm các khoảng lớn trên người. Anh thậm chí còn ghi lại các giai đoạn biến đổi của mình trên Instagram cá nhân. Adam chia sẻ rằng bản thân đang cố gắng hết sức để trở nên tiến bộ hơn trong những kỹ năng mà mình hứng thú như là tâm lý học hoặc là gu thẩm mỹ hay thợ xăm hay là thợ cắt tóc. Và hiện tại thì anh vẫn còn độc thân. Adam bày tỏ mong muốn tương lai sẽ gặp được người có thể thực sự chấp nhận con người thật của anh.